Chào các em. Hôm nay ta làm bài tập giảng 7, bài toán tổng hợp về dao động điều hòa. Bài 1, một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 5 cos 40t cộng pi chia 3 cm trong một chu kỳ kể từ thời điểm ban đầu. Tìm khoảng thời gian để vận tốc có trái giá trị dương và vật chuyển động chậm dần. Rồi, bây giờ ta xét phương trình lúc thời điểm t bằng 0 thì ta có thì là ban đầu của nó là 5 cos pi chia 3 bằng 2,5 cm và pha ban đầu của nó là pi chia 3. Tức là vật nằm ở vị trí điểm M lúc t bằng 0. Và đó là trong một chu kỳ kể từ thời điểm ban đầu, tức là kể từ điểm M đây, tìm khoảng thời gian vận tốc có giá trị dương và vật chuyển động chậm dần. Thì ta biết rằng là cái phần trên đây nè là vật đi theo chiều âm. Người ta không xét phần trên này nữa, người ta xét phần dưới này. Phần dưới này là V dương từ biên độ trái đến vị trí cân bằng. Ta biết rằng là V tại vị trí cân bằng là V max, còn vị trí biên là V bằng 0. Và từ vị trí biên trái mà trở về vị trí cân bằng là tăng dần, thì không đúng yêu cầu của bài toán. Và bài toán yêu cầu cho là hoặc chuyển động chậm dần. Vậy rồi bây giờ ngay từ vị trí cân bằng này đến cái vị trí biên độ phải, vị trí biên độ phải thì V bằng 0. Vậy thì từ vị trí cân bằng mà đi về biên độ phải thì vật nó sẽ là chuyển động chậm dần, tức là V dương và V chậm dần. Vậy thì khoảng thời gian người ta xét ngay tại vị trí cân bằng là V max, và cái vị trí thứ hai là vị trí tại biên độ phải. Ta tìm cái khoảng thời gian đó, tức là nằm trong khoảng này, tức là từ vị trí cân bằng và vị trí biên độ phải. Ta xét trong trường hợp thứ nhất là xét tại từ điểm M cho đến vị trí cân bằng. Rồi thì ta có cái góc quét, tức là số đo cung là M đến này đi, cho đây là điểm M phải. Rồi tôi cho được trí nó là điểm M phải. Thì ta có thế này, góc quét của nó thì bằng gì? Từ đây đây là pi rồi nè. Ha nè, bên đây là pi chia 3 rồi. Vậy còn lại đây là pi chia 6. Vậy sẽ bằng pi cộng pi 6 bằng đây là 7 bằng 6 pi. Thì nó bằng là omega nhân cái t. Omega bằng 4. Rồi. T1 chưa là thời gian đi từ điểm M ở điểm M phải đó. Từ đây ta thế giá trị vào, ta suy ra là T1 nó là 7 phần 24 giây. Tương tự như vậy, ta tìm cái góc quét từ cái điểm M cho tới cái vị trí biên phải. Thì nhìn trên vẽ ta dễ thì dễ thấy đâu nè. Từ đây tới đây là pi chia 4 nè. Từ đây đây là pi nè. Rồi cộng thêm cái pi chia 6 nữa. Ta có thế này. Rồi gọi đó là delta phi 2. Tức là gộp chung lại, đây là 3 phần 2 pi. Thì pi rưỡi đó, cộng thêm khoảng này là pi chia 6. Ta được đây là 20 pi chia 12. Thì nó bằng là omega nhân T2. Omega bằng 4 pi nhân T2. Từ đây share T2 là bằng 5 phần 12 giây. Vậy thì khoảng thời gian để vận tốc có giá trị dương và vật chuyển động chậm dần thì nó ở trong khoảng này. Này ta có cái đáp án. Tức là T
lớn hay bằng 7 phần 24 giây và bé hay bằng 5 phần 12 giây. Ở bài tập 2, một chất điểm dao động điều hòa với chu trình X bằng 4 cos omega t trừ b chia 2 cm kể từ lúc t bằng 0 trong khoảng thời gian 13 phần 6 giây hoặc đi được quãng đường bằng 18 cm. Ta mới hỏi là tại thời điểm kết thúc quãng đường tốc độ của chất điểm bằng bao nhiêu. Rồi sau đây là phần hướng dẫn. Rồi dựa vào phương trình ta xét cái thời điểm t bằng 0 thì li độ ban đầu của nó bằng 4 cos trừ b chia 2 thì bằng 0 và pha ban đầu của nó là trừ b chia 2. Vậy m ở vị trí cân bằng đây chuyển động theo chiều dương, tại đây là pha ban đầu nó là trừ b chia 2. Bây giờ để được cho là vật đi được quãng đường 18 mà ta thấy rằng là a bằng 14, vậy ta phân tích của quãng đường theo a tức là 18 nó rộng 4 nhân 4 cộng cho 2, 4 đây là số 4 nè, 4 là a cộng 2 nữa tức là bằng a chia 2. Vậy là phân tích ra ta được đây là 4a cộng a chia 2, mà 4a cộng a chia 2 đây là một chu kỳ rồi, có nghĩa là điểm m nó đi hết một vòng tròn thôi nè, quãng đường nó là 4a rồi, phải không? Từ đây nó đi tiếp tới điểm m phẩy nữa với một cái đoạn nữa bằng a chia 2, phải không? Thì ở đây nếu ta làm nhanh thì a chia 2 tức là nó là điểm giữa của biên độ phải là ha. Từ a chia 2 ta kể đường thẳng vuông góc với là trục cốt, thế ta kết luận là cái này đây là trừ b chia 3, cái pha ngay từ đây em là trừ b chia 3, ở trên này đây là b chia 3, nhưng mà ở đây ta lấy đoạn này thôi, tại vì đoạn này ta đây là a chia 2 thôi, chứ lại đoạn lấy đoạn trên này thì vượt quá đi, thế nè. Vậy ta có pha ngay tại điểm m nó bằng trừ b chia 3. Còn để giải cho những em tiếp theo chậm thì ta làm thế này. Trước hết là ta tìm cos phi ngay tại điểm m thì bằng x là chia cho a, mà x bằng a chia 2, ta lấy phần này thôi rồi chia cho a rút gọn đi là 1 bằng 2. Vậy ta được hai nghiệm, nghiệm b chia 3 và nghiệm trừ b chia 3, thì ta chọn là nghiệm trừ b chia 3 ngay tại điểm này. Rồi từ đây người ta nói là tại cái điểm kết thúc quãng đường đó thì tốc độ của chất điểm bao nhiêu? Thế là tôi hỏi là tốc độ ngay tại điểm m phẩy này lúc này là bằng bao nhiêu? Thì ở đây ta có cái góc quét thế này. Như trên này ta thấy rằng là đây là một vòng tròn là 2 bi. 2 chia 2 là bi chia 6. Cộng 2 này lại thì được đây là 13 phần 6 bi. Từ đây là suy ra omega, omega bằng delta phi chia t, delta phi là 13 phần 6 chia cho t, đó là t đây là 13 phần 6, ta đảo ngược phân số lên chút gọn đi, ta có là omega của nó bằng bằng bi, đó là vậy. Và tìm v thì ta có là v thì bằng là trừ v max sin sin phi, đó là mà sin phi đó bằng trừ v chia 3. Vậy là thế vào là bằng 4 bi căn 3 chia 2 rút gọn cho 2 đi. Thì đáp án cuối cùng của nó là ta sẽ được là 10,88 cm trên giây. Ở bài tập 3, một vật dao động điều hòa với mô trình X bằng 10 cos BT trừ B chia 15 cm trong một chu kỳ tìm thời gian để tốc độ của vật không vượt quá là 5 bi căn 3 cm trên giây. Sau đây là phần hướng dẫn nữa.
Rồi ta có đây là vòng tròn lượng giác đi. Thì để cho là tìm thời gian để tốc độ của vật không vượt quá 5 pi nhân căn 3. Và ta biết là cái V max của nó là bằng A omega. A là 10, omega là pi, nó là 10 pi rồi. Và để cho là tốc độ vật là 5 pi căn 3, tức là nằm khoảng này. Ứng với khoảng này. Mà ta nhớ là ứng với khoảng này đây á, thì đây ta kẻ cái đường thẳng vuông góc với lại trục cốt á, thì ta được hai điểm Q Q phẩy. Còn dưới này cái vậy ta được hai điểm B và B phẩy. Đây là tại đây ta có là bốn cái điểm trong một chu kỳ á, ta có cái bốn điểm này nè. Vận tốc nó về độ lớn của nó là bằng 5 căn 3. Đó là bây giờ ta xét cái một phần bên đây thôi, bên phải thôi, tức là QB. Trước hết là ta tìm cái phi của nó. Bây giờ khi V bằng 5 pi căn 3 thì nói về V thì ta dùng là sin trừ V chia cho V max thì bằng, thế giá trị vào, V bằng 5 căn 3 chia V max bằng 10 nhân pi, ta được là căn 3 chia 2. Thì sin căn 3 chia 2 thì ta giải nhanh ra thì nó có hai nghiệm, nghiệm trừ pi chia 3 và một nghiệm nữa đây là pi chia 3, tức là từ đây là ta được có hai đây. Thì ứng với hai vị trí đây là B và Q. Bây giờ đây là ta tìm cái góc quét của nó. Góc quét đó, chính là solo cung BQ thì tenta phi, thì ta có cái này là pi chia 3, cái này là pi chia 3, tức là 2 phần 3 pi nó bằng là omega nhân cái t và suy ra t. Rồi ta có đây góc quét nó là 2 pi chia 3, omega nó là pi, thì ta được đây là 2 phần 3 giây. Và tức là ta mới xét cái thời gian từ B cho tới Q thôi. Tương tự như vậy, từ B phẩy tới Q phẩy thì bằng là từ B tới Q. Vậy xét ra một chu kỳ thì t phẩy nó sẽ bằng 2 lần cái thời gian từ B tới Q, từ 2 nhân T bằng 2 nhân 2 phần 3, ta được đây là 4 phần 3 giây. Bài tập 4, một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 6 cos 6 pi t trừ pi trên 15 cm, và trong một chu kỳ ta tìm thời gian để gia tốc của vật đó, nó không nhỏ hơn là 108 pi bình cm trên giây bình. Và sau đây là phần hướng dẫn. Trên hình ta có cái trục này đây là, tức là cái trục cốt là hướng với A. Ở cái này 6 và trừ 6 đây là biên độ của nó. Còn A đặt ta có một bọn trước rồi. A nó trái dấu với là gia tốc, nó trái dấu với lại biên huy lộ x ấy. Thì cái A max dương nằm đây, A âm nằm đây. Ta biết rằng ở vị trí biên là A max, thì ở đây dựa vào cái dữ liệu để cho ta có A max thì bằng gì? Bằng omega bình phương A, tức là 6 pi tất cả bình ở nhân cho A, ta được là 216 pi bình, tức là ở biên nó là 3216 pi bình. Vậy ta biểu tìm thời gian để gia tốc của vật không nhỏ hơn 108 pi bình, tức là trên cái biên độ A như thế này nè. Ta lấy cái thưởng đây sẽ có hai điểm 108 pi bình, kể đường thẳng vuông góc với lại trục cốt, thì ta được đây là trong một chu kỳ, ta được đây là 4 điểm BQ, B phẩy, Q phẩy đều có cái độ lớn của gia tốc nó bằng là 108 pi bình. Mà ở đây là ta nói là không nhỏ hơn, vậy ta xét trong cái này. Cái phần bên đây, từ đây là nhỏ hơn nè. Cái này là không nhỏ hơn, tức là lớn hơn. Lớn hơn tức là một cái này, tức là ta tìm cái thời gian từ B tới Q. Tức là ứng với góc quét BQ nó là
Vậy thì cơ bản là ta phải tìm phi cái đó. Rồi khi ta có A bằng 108 y bình thì ta có công thức là cos phi bằng A chia cho A mát. A mát có rồi, A có rồi, ta tìm được đây là 1/2. Nếu ta làm nhanh từ đây là 1/2, tức là ở đây ta kẻ hai được vuông góc, là điểm là điểm giữa rồi ha, vuông góc thì ta tìm nhanh ra đây là pi chia 3, đây là trừ pi chia 3, đây là 2 pi chia 3, đây là trừ 2 pi chia 3. Đó nè. Thì giống như cái bài giờ rồi vậy, ta sẽ tìm một bên thôi. Tìm một bên trước cái đã, BQ. Giờ cái BQ vậy thì cơ bản là ta tìm cái góc quét là góc quét BQ. Thì theta phi thì giống như nãy, bên đây bỏ đây 2 pi chia 3 này, pi chia 3 tức là đây là 2 pi chia 3 thế bằng omega nhân T. Từ đây phi T. Bây giờ tính trong một chu kỳ, ta phải nhân hai lần lên. Thế nào? 2 lần theta phi chia cho omega. Đó nè. Rồi. Ở đây ta có là thế giá trị vào. Ta có là 4 pi chia 3. Tức là đây 2 nhân cho 2 nữa, đây là 4 pi chia 3 đó. Rồi omega là 6 pi. Thì ta rút gọn đi là 2/9 giây. Vậy trong một chu kỳ, thời gian để gia tốc của vật không bé hơn 108 pi bình, nó chính là 2/9 giây. Rồi bài 5. Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng ô. Ban đầu vật đi theo ô, đi qua ô theo chiều dương. Sau thời gian T1 bằng pi chia 15 giây, vật nó chưa đối chiều chuyển động và tốc độ của nó giảm còn một nửa. Sau thời gian T2 bằng 0.3 pi giây, vật đi được quãng đường là 12 cm. Ta hỏi là tốc độ của vật nó là bao nhiêu. Rồi ta có cái hình vẽ thế này. Ban đầu nè, vật đi qua ô nè, theo chiều dương nè. Vậy thì M nó phải nằm chỗ này. Tức là ta có là x ban đầu của nó là bằng 0. Phi ban đầu của nó là trừ pi chia 2. Ứng với thời điểm T. Và V ban đầu của nó ta gọi là V0. Mà ngay tại vị trí cân bằng nó chính là V mát. Bây giờ sau thời gian T1 bằng pi chia 15 giây, vật chưa đổi chiều chuyển động, tức là vẫn đi theo chiều dương, và tốc độ giảm còn một nửa, tức là chưa đổi chuyển động thì vẫn đi theo chiều dương và tốc độ giảm còn một nửa, thì đây là chính là và một ngay tại điểm M đây có là V max. Và V1 còn nữa, tức là ta lấy trung điểm của cái này ha. Tại đây cái là thẳng vuông góc, ta được cái này là cắt cái vòng tròn lên tại điểm M. Ở đây ta làm nhanh. Đó nè. Ta bị làm nhanh, đây là rõ ràng đây là sin trừ 1/2. Thì ta suy ra đây được là sẽ là trừ pi chia 6 là bậc nghiệm. Còn nghiệm nữa là pi chia 6, qua đây ta lấy nghiệm này thôi. Rồi đó ta làm nhanh. Còn làm chậm thì ta làm như thế này. Tại thời điểm T1 bằng pi chia 5, ta có sin phi 1, ta tìm tìm cái sin phi của M1 này. Thì bằng là trừ V1 chia cho V max bằng trừ 1/2. Thì ta có hai nghiệm pi chia 6 và nghiệm trừ pi chia 6, ta chọn nghiệm trừ pi chia 6. Rồi ta có cái góc quét delta phi 1 bằng omega nhân T1 bằng trừ phi 1 bằng phi 1 trừ phi bằng trừ pi 6 trừ cho trừ pi 2 bằng pi 3. Ở đây suy ra được là omega bằng delta phi 1 chia T1 rồi delta phi pi 3 T1 bằng pi 15 đóng được phân số lên rút gọn pi ta được đây là 5 đang trên dây. Rồi, thế đề cho là sau thời gian T2 bằng 0.3
vi giây vật đi được quãng đường là 12. Thì ở đây là ta tìm cái góc quét ha. Ta thì điểm T bằng 0,3 nhân giây vi giây, thì ta quét là delta phi 2 bằng omega nhân T2 thì bằng phi 2 trừ phi omega bằng 5, T bằng 0,3, ta được là 1,5 pi. Ở đây nó lên làm nhanh từ M tới M2 là 1,5 pi, ta có đây là 1 pi nè, thêm nửa pi nữa, vậy M2 phải nằm ngay biên độ trái. Đó là ta làm chậm hơn thì ta dùng thôi, từ đây suy ra là phi 2 bằng 1,5 cộng cho phi M phi thì bằng là trừ pi chia 2, tức là trừ 0,5 pi, ta tìm được là pi. Vậy ta được là cái phi 2 chính là A, số đo cung A M2 đây. Vậy M2 nằm tại biên độ trái và S2 bằng trừ A. Quãng đường đi được, đây ta có đây là 1A, 2A và đây là 3A. Mà để cho là quãng đường là 12. Vậy số đo A là bằng 4. Và như ta đã biết là tốc độ ban đầu của vật thì chính là bằng V max ngay tại vị trí cân bằng. Người ta có công thức là V bằng Vmax bằng A nhân omega, A có rồi 4, omega bằng 5. Vậy là bằng 20cm trên giây. Ở bài tập 6, một chất điểm dao động điều hòa sinh trục OX, khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20cm trên giây. Và khi chất điểm có tốc độ là 10cm trên giây thì gia tốc của nó có độ lớn là 40 căn 3 cm trên dây bình. Và biên độ dao động của chất điểm là đáp án A 5 cm, đáp án B 4 cm, đáp án C 10 cm và đáp án D là 8 cm. Sau đây là phần hướng dẫn. Khi vượt qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20cm trên giây, thì V này chính là V max bằng 20cm trên giây. Bây giờ khi chất điểm có tốc độ V bằng 10cm trên giây thì ta tìm là sin phi của nó, thì bằng trừ V chia cho V max, thế giá trị vào ta được là trừ 1 bằng 2. Vậy là sin phi bằng trừ pi chia 6. Rồi, bây giờ để ta cho đi gia tốc. Gia tốc nó là 40 căn 3 cm trên giây, thì ta có là cos của trừ pi chia 6 thì bằng là A chia cho A max. Mà cos của trừ pi chia 6 thì bằng căn 3 chia 2. Từ thế này ta suy ra được là A max thì nó bằng là 80. Mà biết rằng A max thì nó bằng là omega bình phương A hay là omega nhân cho V max. Rồi từ đây ta suy ra là omega thì bằng là A max chia cho V max. Rồi thấy giá trị vào 80 chia cho 20 thì bằng 4. Rồi từ đây ta suy ra được biên độ A. A thì bằng V max chia cho omega, và ngắn nó là 5cm. Đó là một cách. Còn một cách khác sử dụng công thức liên hệ, và ta có đây là AX bình bằng X bình cộng V bình chia omega bình. Rồi bằng là A bình chia omega mũ 4 cộng cho V bình chia cho omega mũ 2. Rồi tới đây là ta quy là mẫu số lên, ta được cái này, omega bình nhân V max bình bằng A bình cộng cho V bình nhân omega bình, rồi chuyển cái omega qua V, sau đó là suy ra omega 0 thì bằng căn của A bình chia cho V max bình trừ V bình. Rồi biết omega rồng xong suy ra A bằng V max chia omega bằng 5 cm. Bài tập 7. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x bằng 4 cos 2 pi chia 3 t
tính bằng cm, t tính bằng giây. Kể từ lúc t bằng 0, trắc điểm đi qua vị trí có ly độ x bằng trừ 2 lần thứ 2011. Tại thời điểm đáp án A 3015 giây, đáp án B 6030 giây, đáp án C 3016 giây và đáp án D là 6031 giây. Sau đây là phần hướng dẫn giải. Thì dựa vào phương trình thì ta có là lúc t bằng 0, ly độ ban đầu của nó là bằng 0 và pha ban đầu của nó là bằng 0, tức là trường hợp này m trùng với biên độ A bên phải đó, trùng với mà. Và ta biết omega bằng 2 phần 3 pi, tìm được chu kỳ của nó là bằng 3 giây. Ta biết rằng là trong một chu kỳ ứng với khi x bằng mà trừ 2, từ đây ta kể đường thẳng vuông góc với là trục cốt, ta được là hai điểm n và n là phẩy, n là phẩy. Vậy là m di chuyển trong một chu kỳ thì nó sẽ đi qua n là phẩy, có nghĩa là nó đi qua cái điểm ứng với độ x trừ 2 là 2 lần. Và theo đề cho là lần thứ 2011. Vậy thì ta phân tích ra 2011 thì nó bằng là 2010 cộng cho 1. Người ta biết rằng là như đã nói là tức là nó qua vị trí này là 2 lần. Bây giờ 2010 ta chia cho 2 đi. Vậy thì nó đi qua chỗ đó là được là 1005 chu kỳ. Và chu kỳ kỳ cuối thì nó đi nó đi từ điểm A này rồi tới điểm N thôi, chứ không qua N phải. Vậy thì đây ta thời gian của nó thì cơ bản nó sẽ bằng là 1005 chu kỳ và cộng cho thời gian vật đi từ điểm A cho tới điểm N. Rồi ở đây thì chu kỳ ta biết rồi, còn tìm lại là thời gian đi từ điểm A cho tới điểm N thôi. Rồi tới đây là ta tìm cái góc quét. Góc quét là tính bằng là số đo cung AN. Cung AN hay là cung BN. Cung BN. Thì ở đây là ta băng lại từ A lên lên. Đây ta biết rằng x trừ b chia 2 thì điểm n ở đây sẽ bằng là 2 phần 3 pi. Vậy thì thời gian thì bằng cái góc quét của nó là 2 phần 3 pi, 2 phần 3 pi chia cho 2 pi nhân cho t, chia omega đó, omega bằng 2 pi chia t. Rồi rút gọn lại đi, ta được đây là t chia 3. Vậy thời điểm vật đi ở chu kỳ cuối, tức là từ m cho tới n là bằng t chia 3. Vậy từ đây là suy ra thời gian. Thời gian này bằng đây là 1005 chu kỳ, nhân chu kỳ đó là 3 giây. Rồi cộng thêm t chia 3 nữa, t là bằng 3, 3 chia 3 là bằng 1. Vậy tổng cộng đó là 3016 giây.